Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy các bạn ơi. Và đằng sau lưng của mình xin giới thiệu các bạn, đó chính là ủa đâu mất tiêu hết rồi. Mà ơi. Mình thấy hai bóc bữa mấy chị nè, trời đất ơi quá trời ma nè. Ok, liền tới liền. Trời ơi hai cái bà này. Tập hợp. Trời ơi là trời, hai cái người này. Hôm nay tôi dẫn hai người vào trong khu rừng này để chúng ta cùng nhau đi làm một cái nhiệm vụ, đó chính là đi tiêu diệt một con quái vật ở trong khu rừng này. Mà tại sao hai người cứ giống như là hai người đang đi cắm trại vậy hả? Ai mà biết được. Trời ơi, thì ông rủ tôi vô rừng thì một là cắm trại, hai hồi hai hoa bắt bữa ba đi chơi thế thôi chứ có gì đâu. Đúng rồi. Tào lao tào lao, làm gì có chuyện mà hái hoa bắt bướm ở trong rừng hay là đi cắm trại gì. Lần này á là chúng ta đã được gọi là chị thỏ ở bên Mini World. Chị ấy đã nhờ chúng ta gọi là vào trong khu rừng này để tiêu diệt một con quái vật ở trong khu rừng của Mini World. Biết quái vật là quái vật gì không? Quái vật? Ủa? Quái vật gì vậy? Quái vật này là một con quái vật cực kỳ tàn bạo luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn đã bao giờ nghe thấy người anh em của con Silent Head chưa? Simmy với Sammy có biết Silent Head không? Biết. Con quái vật đầu loa biết không? Biết. Ờ đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ vào trong game này và chúng ta đã vào trong khu rừng của một con quái vật cũng là người anh em của gọi là con quái vật đầu loa, đó chính là con quái vật đầu đen. Hả? Biết con đầu đen không? What the hell? Đầu đen là cái gì vậy? Trời ơi, cái đầu đen là cái bóng đèn á, cái bóng đèn mà mình hay để trong nhà đó, hiểu không? Đó. Thì lần này á con Silent Head đầu loa bọn mình đã tiêu diệt được nó rồi. Bây giờ là còn có một con nữa là con đầu bóng đèn, cho nên chúng ta phải vào đây để tiêu diệt nó, hiểu không? Trời đất ơi, ủa sao con này nghe lạ dữ ta. Anh em của quái vật đầu loa hả? Đúng rồi. Hình như là con này hình như là người anh em sinh đôi của quái vật đầu loa đó. Nhưng mà mấy bạn ơi, con quái vật này cực kỳ nguy hiểm luôn nha, bởi vì nó to, nó cao đến tận 10 mét luôn. Đó, nghe ghê không? Trời ơi, thằng anh cao 10 mét thì thằng em cao 9 mét, ghê quá sao mọi người. Bây giờ nè, tôi nói mọi người là chúng ta đang rất là nguy hiểm luôn, chứ không phải là đang vào rừng cắm trại đâu, cho nên là đừng có lơ là nữa. Ở đây tôi đã chuẩn bị cho mọi người rất là nhiều loại vũ khí, đó chính là súng nè, thấy không? Đó, rất là nhiều loại vũ khí luôn. Thì ai cũng đã được trang bị 4 cây súng rồi đó. Đầu tiên là mấy cây súng gọi là liên thanh nè, đó là tiếp theo đó là súng nắm nè, thấy không? Đó, đầy đủ súng rồi các kiểu luôn. Và tiếp theo nữa, tôi còn chuẩn bị cho mọi người rất là nhiều những cái block. Những block này để làm gì? Để chúng ta xây được cho chúng ta những ngôi nhà để chúng ta chui trong đó, chúng ta trú ẩn khi mà gặp quái vật, hiểu không? Yes. Rồi ok. Rồi ở đây tôi còn chuẩn bị cho mọi người thêm cả gọi là giường ngủ nè, với lại mấy cái dụng cụ ở trong nhà nè, và ngay cả một cái chuông nữa. Nếu như mọi người gặp quái vật thì mọi người phải thổi lên quẹt để cho biết có con quái vật ở chỗ đó, hiểu không? Ok sir. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là xây nhà ở trong khu rừng này. Đó, mọi người hãy tập trung đi xây nhà đi. Ủa tính ra là mọi người xây xong hết luôn rồi hả? Xong hết rồi. Trời ơi, mấy người này xây không kêu tôi hết trơn để tôi xây nữa nè. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn biết tại sao chúng ta cần phải xây gọi là nhà ở trong khu rừng này không các bạn? Bởi vì nếu mà chúng ta không xây á thì chúng ta sẽ bị gọi là gặp quái vật vào buổi tối, chúng ta gọi là lỡ chúng ta quýnh không lại đó, nó ăn thịt chúng ta là sao, đúng không? Cho nên chúng ta phải chui trong cái lều cắm trại chúng ta núp đó. Bây giờ Phong sẽ xây cho Phong một cái lều cắm trại nha. Thì ở đây mọi người đã xây màu xanh dương với màu cam này nè, thì Phong sẽ chọn cái màu nào đó cho nó ngầu ta. Màu đỏ đi. Đúng rồi, Phong sẽ xây cho Phong một cái lều màu đỏ. Tại sao mà lại xây màu đỏ bạn biết không? Bởi vì ngay lúc mà còn nhỏ đó, Phong rất là thích coi siêu nhân gao và Phong rất là thích siêu nhân đỏ, cho nên là Phong quyết định chọn cái lều màu đỏ. Nghe hấp dẫn không? Okay. Thì giờ mình sẽ xây nè. Thật ra thì xây cái lều cắm trại cũng rất đơn giản thôi bạn ơi. Nhưng mà lần này mình sẽ không xây lều cắm trại nữa, mà mình sẽ xây cho mình một cái căn phòng hình vuông luôn, để cho nó gọi là to đẹp bạn ơi. Khoan, ở đây mình đang có rất là nhiều block nè, hay là mình lùa xây luôn một cái nhà có gọi là 4 màu luôn đi, hợp lý. Ok, mình xây cho mình cái nhà có 4 màu luôn nha các bạn nha. Rồi ok tất cả mọi người ơi, thì hiện tại mình đã xây xong cái nhà của mình rồi nè. Đó, đây chính là ngôi nhà cầu vồng của mình các bạn ơi, có rất là nhiều màu luôn nha, tổng cộng là 1, 2, 3, 4 màu luôn, ghê chưa? Trời ơi, mấy cái nhà này có một màu à. Hả gì? Sao xây nhà như cái bánh kem vậy, cái màu gì không có hết trơn vậy? Trời đất ơi. Thì đây chính là nhà cầu vồng mà, nhà của đội trưởng thì nó phải đẹp chứ đúng không? Ở bên trong nhà okay. Ở bên trong nhà của tôi còn có cả lò nướng nè, giường ngủ rồi các kiểu luôn, đầy đủ tiện nghi đã. Trời đất ơi, phòng của Phong xây rộng quá, nhìn phòng của tôi lẽ ra chết cháy rồi. Cái gì vậy? Phải cẩn thận chứ.
giới thiệu các bạn, căn nhà chỉ với 2 block thôi nhưng mà đủ đầy đủ tiện nghi đó. Trời ơi, cái nhà gì đâu mà cái nhà gì đâu mà nhỏ xíu hẹp vậy? Trời ơi, ông không biết gì chưa, con sai là hết, rất là thần tài nên mình phải xây cái chục đồi hẹp xíu để gọi là bớt gây ra tiếng động. Ông nhà ông quá rộng, ông chỉ cần đi bớt chân một xíu thôi là nó nghe rồi đó. Wow, làm gì có chuyện đó. Thôi giờ như thế này đi, bây giờ tôi đã chuẩn bị xong hết nè, trời cũng tối rồi mà tôi cũng đói bụng rồi, chắc là tôi sẽ vào rừng tôi kiếm tí đồ ăn. Mọi người ở nhà trong nhà nha. Mày cẩn thận nha, buổi tối có chừng con Silent Head nó bắt cóc ông đó. Bà nè, tôi nói nha, bà bớt rồi là chọc tôi đi nha, tôi không giỡn đâu á. Thôi mà có tôi đi kiếm đồ ăn này, tôi mà kiếm được đồ ăn không cho hai người ăn đâu, tôi ăn mình. Coi chừng nó nha. Em đi. Ê, mấy bạn ơi, từ nãy giờ mình đã cầm cây súng này mình đi vòng vòng trong khu rừng rồi mà kiếm mãi không thấy một cái con gì để làm đồ ăn hết các bạn ơi. Còn bên đây tối thui thì mình sợ quá, mình không dám qua. Trời ơi trời, ở dưới hồ không có con cá nào hết. Đói bụng muốn chết à, không biết hai cái bà kia ở nhà có gì ăn không ta. Để mình về mình xem coi. Hello hai người. Xin xăm. Trời ơi, thịt gà ngon quá. Trời ơi, hai người kiếm ở đâu ra nguyên cái đùi gà mà ngon quá vậy? Trời ơi. Hồi nãy tôi ra ngoài kia thấy được hai gà, giết hai gà luôn, có được hai miếng đùi gà. Trời đất ơi, chạy xa tôi ngay đó đúng không? Trời ơi, sao tự nhiên kiếm được đùi gà ngon quá vậy? Cho tôi xin nha. Đùi gà tụi tôi tự kiếm. Nói chung người ta bảo sao, ai kiếm thì cũng người đó, chứ không có dụng mà xì bo mà lấy luôn nha. Trả đây. Thôi trả nè, làm gì căng quá vậy. Đi kiếm ăn đi. Ông mặc tiền em đi kiếm đi. Bọt quá à. Ê, trời ơi bạn ơi, hai cái bà nữ này bà ích kỷ quá. Bà kiếm được hai cái đùi gà, bà không cho mình cái nào hết. Đúng rồi, hai tính ra có ba người mà có hai cái đùi gà quá thiếu rồi. Đói bụng quá. Thôi rồi, tôi đi kiếm đồ ăn đây, không thèm dành với hai người nữa, mình tự đi kiếm luôn bạn ơi, không thèm nữa. Vô trong rừng cầm súng ngắm con quái vật nào ở đây làm thịt quái vật ăn luôn, tức quá mà. Cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được một con gà rồi bạn ơi. Vậy là có đồ ăn rồi, thấy chưa, mình đâu hề vô dụng đâu, kiếm chút xíu là ra đồ ăn thôi. Trời ơi, nhìn cái con gà nó béo gì đâu luôn bạn ơi. Ê, chạy đi đâu vậy gà? Ủa, có cái què, có cái cây gì ở đằng sau lưng mình nhìn lạ vậy ta? Ủa cái cây gì vậy? Con này là từ từ, hình như là mình bị hoa mắt chóng mặt sổ mũi bạn ơi. Hình như không phải đi, để mình phải lau con mắt của mình ra. Nhìn lại coi. Chào em. Trời ơi, cái này là Silent Head trong truyền thuyết. Còn con gì đằng sau nữa kìa, con đằng sau là con Silent Dead. Chắc lẽ mình tưởng rằng là khu rừng này nó chỉ bịa ra thôi, ai vậy, nó có thật hả ta? Cứu tôi ơi. Trời ơi anh em ơi, anh em nhìn kìa, trước mặt chúng ta là một con Silent Đèn mấy bạn ơi. Trời ơi, bên đây là một con Silent Đèn, còn bên đây là một con Silent Head, quái vật đầu loa. Trời ơi, hai con luôn chứ phải một con. Trời ơi, tưởng một con thì mình còn đánh được nha, mà hai con làm sao đánh trời. mình phải chạy là mình thông báo cho hai bạn nữ trong team biết mới được. Ê, Sammy, Simmy, dậy. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ngủ mà, cái gì vậy? Ngủ gì mà ngủ? Hai người nhìn đằng sau lưng của hai người kìa, nhìn đằng sau lưng kìa. Chào em. Gì đâu? Anh thấy gì không? Lấy tay à. Ui, sao con xem nè. Ui, con sai. Đây là con Silent. Đúng rồi, đây là con Silent đầu đèn. Còn đây đằng sau lưng của hai bạn nữa kìa. Cái gì nhiều vậy? Tôi không biết nữa, tôi tưởng có một con vậy. Có hai con, ôi nó lại gần mình kìa, nó lại gần mình kìa. Chạy cái gì mà chạy, hai bạn này nghĩ gì vậy? Chúng ta đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt nó mà. Lấy súng. Từ từ, súng. À đây, súng. Nó to quá trời luôn á, nhìn nó to chứ kìa. Hai người này nhát gan quá, để tôi. Ủa mà sao to thì ta coi ha, sim lên trước đi. Sim lên trước đi. Ủa gì kìa, thôi ông nó qua được, nó ăn không quá thôi. Tôi sao được hết ăn phòng á, tôi không có thật đâu. Ê cái gì vậy? Trời ơi, Silent Head ơi, tao nhiều mỡ lắm, mày đừng ăn tao tàn mỡ không à. Mày không được lại gần tao. Mày tao sẽ bắn mày. Tao bắn vô cái chân của mày nè. Trời ơi, bắn nó sao đông chết vậy? Trời ơi, con này. Mày con này mạnh quá vậy? Con quái vật đầu loa này mạnh quá mấy bạn ơi. Trời ơi, trời. Ê trời.
trời, bên đây còn thêm con quái vật đầu bóng đèn nữa nè, trời chết rồi. Ê, em chạy nó. Ok, để tôi sẽ dùng cây súng ngắm, tôi bắn bể bóng đèn của nó. Rồi sao nó biến mất rồi? Ôi, mình ngắm nó không được, cái con quái vật Silent Head này nó sẽ bị miễn nhiễm với súng ngắm. Kinh dị quá vậy. Rồi. Ôi. Em trai trước. Giết con bóng đèn trước đi. Mày. Ơi con bóng đèn này nó yếu à ha. Bắn nó không làm gì được mình hết à. Ôi, con Silent Head. Ôi, chạy vào ơi. Ơi, con Silent Head sau lưng tôi. Ai, chạy. Trời ơi, bây giờ là tập hợp lần hai anh em luôn bạn ơi. Lần trước là có một con, bây giờ là hai anh em luôn. Ở nhìn kìa. Nhìn hai anh em nó quấn quýt bên nhau, nhìn tình thương mến thương ghê không? Sim Sam ơi. Thôi tôi nghĩ rằng là cái nhiệm vụ này nên giao cho một ai đó mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như là cho anh Dịch đi. Mình sẽ đem anh Dịch đến đây, mình kêu anh Dịch hiến tế làm thịt Dịch quay cho bọn nó ăn, chứ bọn mình là bọn mình không làm gì được bọn nó đâu, tính thiệt. Trời ơi, súng bắn mà nó còn không đâu nè, nhìn nè. Đó, súng bắn mà nó không đâu à. Thôi anh em ơi, mình nghĩ rằng bọn mình phải chạy trốn đây, bọn mình không tiêu diệt được nó đâu anh em ơi. Chứ tiêu diệt nó lại gần mình kia, lại gần mình kia. Chạy. Ôi mấy bạn ơi, cũng may á nha, cũng may là do là bọn mình nhỏ con á cho nên nó không thấy được bọn mình. Bọn mình chỉ cần núp bên dưới cái cây thôi là nó không thấy được bọn mình nữa rồi. Ôi, hơi nguy hiểm quá. Thôi về bà nhà. Xuống hầm nè. Thôi xuống hầm đi ba. Đi về nhà luôn cho rồi đi. Ok bạn ơi. Mấy bạn ơi, nếu như bạn mà muốn bọn mình tiêu diệt con Silent Head và con Silent bóng đèn này á, thì bạn đừng quên là hãy gọi là comment xuống cho mình biết nha. Chứ bây giờ hiện tại là mình chưa có động lực để tiêu diệt hai con này đâu, bởi vì hai con gọi là quái vật này nó to quá, cho nên là bọn mình nghĩ là bọn mình không tiêu diệt được nó đâu bạn ơi. Ok rồi, bây giờ bọn mình nghĩ bọn mình sẽ phải quay trở về làng Hero Team đây. Mấy bạn đừng suối bậy bọn mình đi tiêu diệt mấy con này nữa nha. Mình đi đây, tạm biệt mọi người, bye bye. Yêu anh em phải rồi. Ghê quá. Ây da, rồi xong, tôi té chết luôn. Thank you.